Thượng úy công an hy sinh khi bị nghi phạm ma túy đâm kéo. Thượng úy Trần Trung Hiếu, 31 tuổi, đã hy sinh sau 4 ngày bị nghi phạm ma túy dùng kéo đâm trong cuộc vây bắt. Ngày 17 tháng 11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy với anh Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân đã hy sinh sáng nay. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhà chức trách cũng đang làm hồ sơ đề xuất công nhận liệt sĩ và anh Hiếu. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát động học tập gương chiến đấu dũng cảm của anh Hiếu. Theo điều tra, gần 16 giờ ngày 13 tháng 11, tại đền chợ Củi, huyện Nghi Xuân, Thượng úy Hiếu và một cán bộ công an xã Xuân Hồng tiếp cận Trần Trọng Gia Bảo, 26 tuổi, vì nghi mua bán ma túy cỏ Mỹ. Bảo tháo chạy đến quầy bán hàng mã cách đó 5m, cầm kéo quay trở lại đâm nhiều nhát vào Thượng úy Hiếu. Tổ công tác công an huyện Nghi Xuân sau đó chia làm hai mũi ập tới khống chế Bảo. Thượng úy Hiếu được đồng đội đưa tới bệnh viện ở Nghệ An. Anh bị mất nhiều máu nên gia đình và câu lạc bộ hiến máu nhân đạo của tỉnh đã kêu gọi mọi người hiến máu giúp đỡ. Do các vết thương quá nặng, anh đã không qua khỏi sau 4 ngày điều trị. Hiện nghi phạm Bảo, 26 tuổi, chú xã Xuân Hồng đã bị công an Hà Tĩnh tạm giam. Bảo khai bị Thượng úy Hiếu tiếp cận nên bực tức, cầm kéo tấn công. Nghi phạm cho rằng bị thần kinh kém, thiếu suy nghĩ nên mới hành động như vậy, hiện rất hối hận. Thượng úy Hiếu quê ở thị trấn Tiên Điền có vợ là cán bộ hợp đồng điều dưỡng tại trung tâm y tế huyện Nghi Xuân, họ có hai con nhỏ, gia cảnh khó khăn, đang sống ở gia đình nhà vợ thuộc xã Xuân Lĩnh. Anh Hiếu tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân, chuyên ngành điều tra hình sự, tháng 7 năm 2018 mang hàm trung úy, cán bộ đội cảnh sát hình sự, công an huyện Nghi Xuân. Anh Hiếu là một trong ba cán bộ đầu tiên của huyện xung phong về cơ sở nhận nhiệm vụ ở xã Xuân Hồng. Trong 5 năm làm công an xã, anh Hiếu được đánh giá là cán bộ có năng lực, sâu sát địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài công việc, hiếu hiền lành, gần gũi, sống hòa nhã luôn được đồng đội và người dân quý mến. Đại úy Lê Hoàng Hà, trưởng công an xã Xuân Hồng cho biết.